nhau. Dạ vâng. Vậy những cái đối tượng nào thì thường có thể dễ mắc cái bệnh rối loạn tuyến giáp này hơn là những cái người bình thường khác? Những cái người mà dễ mắc cái bệnh tuyến giáp thì chúng ta biết là thứ nhất là do ảnh hưởng bởi cái môi trường sống. Cái thứ hai là bệnh tuyến giáp nó có các cái yếu tố liên quan tới gia đình hoặc là chúng ta gọi có thể là yếu tố di truyền. Thế rồi về nó liên quan tới cái giới. Đấy, và liên quan tới các cái giai đoạn khác nhau của cái của đời. Ở những các cái vùng mà thiếu hụt iốt ấy, đấy, thì là cái người bệnh là rất là dễ bị các cái bệnh lý về biếu cổ do thiếu iốt, suy giáp do thiếu iốt. Đấy, hoặc ở những các cái vùng mà bị thừa iốt thì ngược lại người ta cũng có thể bị biếu cổ, bị suy giáp hoặc là cường giáp. Thế rồi những cái người bệnh mà ăn uống các cái thực phẩm mà có nhiều các chất sinh biếu cổ hoặc là những một số các cái hóa chất độc hại mà người ta thường dùng trong các cái về thực vật ấy, bảo vệ thực vật rồi sâu diệt sâu bọ đấy, thì cũng có thể là những cái chất độc mà là giảm cái tổng hợp hormone tuyến giáp cũng có thể dẫn tới gây bệnh. Thế rồi ở những cái người mà ở những cái vùng bị nhiễm xạ đấy, rồi những cái người mà khi mà trước đây mà bị chiếu chụp vào cái X quang thì có tia X ở vùng cổ, vùng đầu mặt cổ, thì đấy là những cái người mà dễ bị các bệnh lý tuyến giáp. Thế còn về các cái yếu tố về gia đình chẳng hạn, thì những cái gia đình, những người mà có trong gia đình mình có bố mẹ anh chị em bị các bệnh lý tuyến giáp rồi thì mình cũng có các cái nguy cơ dễ bị bệnh tuyến giáp. Thế còn về giới thì là cái giới nữ thì thường là bị bệnh tuyến giáp nhiều hơn nam giới. Thế rồi bản thân cái giới nữ đấy thì chúng ta thấy ở cái giai đoạn về trẻ em ở cái tuổi dậy thì, thế rồi người phụ nữ ở cái giai đoạn cái lứa tuổi sinh đẻ đấy thì cũng dễ bệnh tuyến giáp hơn các cái đối tượng khác. Và theo hiệp hội bác sĩ nội tiết